đi mua thủy quân dẫn tiết tấu. Ngoại trừ mắng Hoa Phi Vũ nhân phẩm không tốt ra, ngay cả Nhan Hạ cũng phải bôi xấu theo. Nó là Nhan Hạ vậy mà kỳ với một người trên chân người khác như Hoa Phi Vũ. Khẳng định là nhân phẩm của bản thân nó cũng không tốt, mới có thể tán đồng Hoa Phi Vũ. Thanh giả tự thanh, thiện có thiện báo, ác có ác báo. Không phải không báo, thời điểm chưa tới. Nhìn xem, nó quả nhiên là muốn dùng phong thủy huyền học để tẩy trắng. Lần này em muốn cho nó biết, cái gì gọi là quảng tế ngã. Nó muốn chơi với em, vẫn còn non lắm. Có khi nào là một cái bẫy không? Anh luôn cảm thấy hình như không đơn giản như vậy. Đại ca, anh chính là nghĩ quá phức tạp rồi. Thạch Khi Diễn nhìn thấy Wabo của Nhan Hạ, ngay lập tức đăng một bài ủng hộ. Thanh giả tự thanh, tôi tin tưởng ánh mắt của Hạ Hạ sẽ không sai. Ủng hộ cô. Quý Linh nhìn thấy Thạch Khi Diễn đăng bài ủng hộ Nhan Hạ nhanh như vậy, trong lòng thầm mắng Thạch Khi Diễn không biết xấu hổ thừa lúc vắng mà vào, đồng thời cũng suy nghĩ về bản thân, thế là rất nhanh cũng đăng một bài. Chia tay là bởi vì có hiểu lầm, cũng không phải là vấn đề nhân phẩm của Nhan Hạ, mà là do tôi không kiểm soát tốt khoảng cách với bạn nữ. Xin những người bôi xấu và thủy quân đừng đem những thứ này ra dẫn tiết tấu, tôi không tiếp nhận. Từ giờ trở đi hắn sẽ đứng về phía của Nhan Hạ, ủng hộ cô vô điều kiện. Quý Linh đột nhiên đăng Weibo như vậy, là điều không ai ngờ tới. Đồng đội heo, tại sao bên cạnh mình toàn là đồng đội heo vậy? Xem ra Quý Linh rất để ý đối với Nhan Hạ. Hẳn là sẽ không giúp em nữa đâu, cậu ta chính là có bệnh. Hiện tại diễn cái gì thâm tình, lúc sớm sao không làm. Có chuyện gì không? Quý Linh, cậu có phải mất não rồi không? Cố Diệp Quân, chú ý cách nói chuyện của cậu. Nếu không tôi cúp đấy, cậu đang oa bầu như vậy là muốn làm gì? Đương nhiên là giúp Hạ Hạ rồi, hiện tại biết giúp Hạ Hạ rồi sao? Vậy sao trước đó cậu không làm? Cho nên hiện tại tôi muốn đền bù, cậu cũng làm chút chính sự đi. Đừng suốt ngày đầu óc giống thích chỉ nghĩ đến việc đối phó với em gái ruột. Là tôi muốn đối phó nó sao? Hiện tại rõ ràng là nó cố ý nhằm vào, muốn vào mặt của tôi. Rốt cuộc là như thế nào? Trong lòng cậu tự biết rõ. Sau này tôi sẽ không giúp cậu nữa, cậu tự giải quyết cho tốt đi. Nhân tổng, hướng gió trên mạng đã bắt đầu thổi về phương hướng mà cô dự đoán rồi. Chúng ta muốn hay không thêm một mồi lửa? Hoặc là tẩy trước một chút? Không cần, để người của Cố Diệp Quân mấy ngày này tự mình dẫn tiết tấu đi. Tôi tương đối thích một kích là chúng, để bọn họ hào hào nếm thử mùi vị tự thực ác quả. Hiện tại không cần tẩy, nếu không sợ bứt dây động rừng. Cứ để hắn ta tiếp tục hiểu lầm đi. Trong mấy ngày kế tiếp, rất nhiều người chửi Nhan Hạ là thần côn gạt người, nếu không thì chửi thầy phong thủy mua danh cầu lợi, dùng xem tướng mạo gì đó để tẩy trắng cho Hoa Phí Vũ. Mọi người tuyệt đối không tiếp nhận. Nhan Hạ mặc cho sự kiện tiếp tục phát triển, không đưa ra bất kỳ lời đáp trả nào. Ngay tại thời điểm Cố Diệp Quân cho rằng mình đại hoạch toàn thắng, Nhan Hạ bắt đầu phản kích. Cô dùng máy tính đăng nhập vào nick đại nam đã hack được. Đăng một bài Weibo nói xin lỗi với Hoa Phi Vũ, nói rằng mình đã tung tin sai. Cố ca, không xong rồi, không biết vì cái gì, tài khoản đế vương vạch trần đại nam mà chúng ta nuôi. Đột nhiên đăng Weibo xin lỗi với Hoa Phi Vũ, đồng thời đăng rất nhiều chứng cứ về chân tướng chuyện một năm trước. Làm sao có thể? Đây là tài khoản vạch trần mà công ty bọn hắn nuôi, làm sao có thể tự đâm mình một đao? Bộ phận kỹ thuật nói, tài khoản này đã bị hack. Ai có thể nghĩ tới Nhan Hạ căn bản không dùng tướng mạo phong thủy để tẩy trắng, mà là dùng chứng cứ xác thực nhất phản kích. Ai có thể nghĩ đến, Nhan Hạ thuê người hack tài khoản đại năm vạch trần của bọn hắn nuôi, còn là dùng tài khoản đã dìm Hoa Phi Vũ để tẩy trắng cho Hoa Phi Vũ. Tài khoản này bộ phận kỹ thuật có phải là không lấy lại được không? Bộ phận kỹ thuật nói không lấy lại được nữa, tài khoản này về sau phế rồi. Cho nên Nhan Hạ chẳng những là chơi cho Cố Diệp Quân một vố, còn phế mất tài khoản vạch trần mà công ty hắn dùng nhiều tiền và tinh lực bồi dưỡng ra. Lão đại, bên vận hành hỏi là phải làm sao PR? Cái này còn tẩy thế nào? Bảo bọn họ đừng có tiếp tục mất mặt xấu hổ nữa. Một đám phế vật, nuôi bọn chúng không biết là có tác dụng gì. Đây là bị tức hộc máu rồi à? Cổ đông của công ty vừa gọi điện thoại cho anh, bảo em cho một lời giải thích đối với chuyện này. Chẳng qua chỉ là một lần marketing thất bại. Cái này có cái gì mà giải thích với bọn họ chứ? Lần này tổn thất của công ty cũng không nhỏ. Nhan Hạ không hổ là giống của Cố gia chúng ta. Đúng là hung ác. Trước đó anh đã nhắc nhở em rồi. Nó không có đơn giản như vậy. Bảo em chớ khinh thường. Xác thực, em thừa nhận. Trước đó em đã coi thường nó rồi. Đại ca, anh nói đi. Muốn em làm thế nào? Công ty sẽ tuyên bố với bên ngoài, cắt chức vụ người đại diện của em, cho đại chúng một lời giải thích. Để người theo sát Cố Diệp Quân, với tính cách của hắn, bị vả mặt như thế, công ty nhất định sẽ dùng hắn khai đao. Đoạn thời gian gần đây chắc chắn sẽ không đến công ty, 89 phần 10 là sẽ đi tới những chỗ ăn chơi để phát tiết cảm xúc. Lại để cho người theo sát Cố Diệp Du, em gái tốt như cô ta, ở sau khi anh trai xảy ra chuyện, khẳng định sẽ thừa cơ đưa ấm áp. Nếu như hai người cùng một chỗ, thì nhanh chóng liên hệ đội chó săn, bảo đảm bọn họ có thể chụp được những bức ảnh hữu dụng, còn không cần chúng ta dùng tiền marketing, xem kịch là được. Lão Cố, chuyện hôm nay xảy ra ở phía công ty giải trí bên kia, ông đã biết chưa? Tôi biết rồi, hổ phụ không sinh khuyển nữ, năng lực bày mưu tính kế của đứa con gái kia của ông mạnh thật đấy. Trước đó tôi cũng là xem thường nó rồi, tranh đấu ở giữa anh em, nó xoay chuyển càn khôn thành người thắng. Đây là điều lúc trước ông không nghĩ tới, cũng làm cho Cố gia thành trò cười. Đứa con gái này của ông là hạt giống tốt, tôi cảm thấy có thể hào hào bồi dưỡng nó.
Nó có thành kiến và oán khí không nhỏ đối với Cố gia. Bảo nó về bên công ty giải trí, cũng không biết là nó có đồng ý hay không. Cố thị là gia nghiệp mà ông được kế thừa từ tổ tông. Ông vẫn luôn nỗ lực để nó ngày một tốt hơn. Mặc kệ là Cố Diệp Quân hay là Nhàn Hạ, đều là huyết mạch của ông. Cho nên đối với đề nghị của bạn mình, ông vẫn là có chút động tâm. Chỉ sợ Nhàn Hạ nghịch phản. Đồng tổng cũng biết một chút chuyện của Cố gia. Một người cha như ông đưa ra cho nó một cái bậc thang, tôi tin rằng nó hẳn là sẽ theo thôi. Tiếp đó ông cũng hạ bậc thang cho lão Cố nói. Tôi nghe nói nó còn là một đại sư phong thủy. Ông giúp tôi liên lạc một chút. Mời nó tới xem giúp cho tôi. Thế nào? Đương nhiên không vấn đề. Vậy để tôi hỏi xem khi nào thì nó rảnh. Cố phụ lấy điện thoại ra, liên tiếp gọi mấy cuộc điện thoại cho Nhàn Hạ. Mới phát hiện con gái đã đem số điện thoại của ông bơ lắc. Làm sao thế? Nó tắt điện thoại rồi. Khả năng là đang bận. Hay là để tôi liên hệ nó sau, rồi hẹn ông thời gian xem phong thủy nhé. Được. Chờ sau khi đồng tổng rời đi, Cố Phụ mượn điện thoại của trợ lý. Alo. Nhàn Hạ, là ta. Nhàn Hạ tất nhiên nghe ra được giọng của Cố Phụ. Ta là cha con. Tôi không có cha. Tôi và tất cả người của Cố gia đã sớm đoạn tuyệt quan hệ rồi. Cố Phụ không ngờ rằng Nhàn Hạ thế mà thật sự muốn đoạn tuyệt quan hệ. Nhàn Hạ, con có oán khí gì? Qua lâu như vậy rồi mà vẫn chưa tiêu. Điều không liên quan nữa, cũng không tồn tại oán khí gì cả. Nếu không có việc gì thì tôi cúp đây. Hôm nay cha tìm con, quả thật có chút chuyện. Cha có một lão bằng hữu, muốn nhờ con giúp đỡ xem phong thủy một chút. Con xem khi nào thì có thời gian. Chúng ta hẹn nhau. Ông cũng không đề cập đến chuyện trong nhà, sợ Nhàn Hạ thật sự cúp điện thoại. Không thể, tôi không muốn có một chút quan hệ nào với Cố gia và người có quan hệ thân thiết với Cố gia, cho nên vẫn là bảo bằng hữu của ông đi mời thầy phong thủy khác xem đi. Người Cố gia một đối với cô Hô Chi là tới Vung Chi liền đi, không có cửa. Con đứa nhỏ này, sao lại cứng đầu như vậy? Người một nhà nào có thù qua đêm? Trước đó khẳng định có hiểu lầm gì đó, hay là cả nhà chúng ta hẹn cái thời gian tụ họp một lần, hào hào ngồi xuống nói một chút, thế nào? Nếu như mấy người anh trai của con có vấn đề, cha sẽ giáo huấn bọn nó. Hiện tại chúng ta đã không còn quan hệ rồi. Ông mới đến nói nếu bọn họ có vấn đề, ông sẽ giáo huấn. Cố tiên sinh, muộn rồi. Tôi cũng không muốn cùng các ông dính líu quan hệ nữa. Cho nên cùng nhau ăn cơm nói chuyện cái gì đó. Không cần đến. Sau này đừng liên lạc nữa. Cố phụ nghe thấy âm thanh tút tút từ trong điện thoại. Trong nhất thời trong lòng cũng không biết là tư vị gì. Ở trong ấn tượng của ông, từ sau khi con gái trở về nhà, là rất quan tâm bọn họ những người thân này. Hiện tại sao liền náo thành như vậy rồi? Cậu đi thăm dò một chút. Mâu thuẫn ở giữa Nhàn Hạ và con trai con gái nuôi cùng với vợ của tôi trước đó. Cậu âm thầm điều tra. Chuyện này ngoại trừ hai người chúng ta ra, tôi không hy vọng có người thứ ba biết. Trước đó vợ và con trai ông luôn nói ở bên tai ông rằng sau khi Nhàn Hạ trở về liền nhìn con gái nuôi không vừa mắt, chỉ luôn muốn cướp đồ của con gái nuôi, thỉnh thoảng sẽ phải làm ồn ào. Nếu quả thật là như vậy, nói rõ Nhàn Hạ rất để ý người Cố gia và đồ của Cố gia. Nhưng nhìn tình huống hiện tại, lại có vẻ như không phải như vậy. Hạ Hạ, Tiêu Dụ trở về rồi. Hắn tìm cậu à? Gửi tin nhắn, tớ không có trả lời. Lại gọi điện thoại cho tớ, chất vấn tớ tại sao không trở về. Cứ như vậy đem công việc vứt xuống, không chịu trách nhiệm gì cả. Tớ lời nhắc nghe xong liền cúp máy. Cậu chắc chắn muốn cùng hắn cắt đứt? Đương nhiên chắc chắn rồi, có chút phiền, muốn uống chút rượu. Hôm nay liền đi quán rượu mà cậu thường xuyên đi kia đi. Được. Cậu đã biết Kiều Dụ và cậu trai nhị bọn hắn sẽ tới sao? Tớ chỉ là tính ra, cậu tới nơi này có thể triệt để rút cây đinh trong lòng ra. Lại không nghĩ rằng, tảng đá vụn sẽ cùng cậu trai nhị đi cùng nhau. Chẳng những cùng nhau, diễm phúc của bọn họ còn không cạn nữa. Cậu trai nhị dẫn theo Cố Diệp Du, tảng đá vụn mang theo Tiểu Bạch Hoa. Cậu trai nhị và tảng đá vụn trước kia quan hệ đã rất tốt. Cậu trai nhị, tảng đá vụn và Quý Linh trước kia đều là bạn học thời cấp 3. Thời điểm đi học, bọn hắn chính là tam giác sắc. Chẳng trách thấy quan hệ của bọn hắn tốt như vậy. Trong thời gian hai người nói chuyện, Cố Diệp Du ở đối diện bị sặc rượu đến không ngừng ho khan. Cố Diệp Quân lập tức vỗ lưng cho cô ta. Cố Diệp Du liền thuận thế nũng nịu ở trong ngực của hắn. Cố ra đây thật là nuôi con gái, mà không phải nuôi con dâu nuôi từ bé sao? Cậu xem gò má của Tiểu Bạch Hoa kia, có phải là rất giống với Cố Diệp Du không? Đúng thật là rất giống. Từ tướng mạo xem xét, bọn họ là chị em cùng cha khác mẹ. Tiểu Bạch Hoa này tên là gì vậy? Tiểu Bạch Hoa tên là Trầm Linh Xảo. Trước khi Cố Diệp Du đến Cố gia, là họ Trầm sao? Không phải họ Trầm, họ Ô. Vậy bọn họ làm sao lại là chị em cùng cha khác mẹ? Tớ nhìn bộ dáng của hai người họ, không hề giống là rất quen. Có hay không một loại khả năng, bọn họ là chị em cùng cha khác mẹ, nhưng lại không biết đến sự tồn tại của nhau? Rất có thể là như vậy. Đôi chị em này cùng hai chúng ta có phải là bát tự không hợp không? Sinh nhật của Cố Diệp Du và tớ giống nhau. Các cậu có cùng ngày sinh nhật sao? Tiểu Bạch Hoa và tớ cũng là sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm. Lúc ấy ở công ty, trong lúc vô tình tớ nhìn thấy tờ lý lịch của cô ta, trong lòng còn không nói nên lời, tớ và cô ta thế mà là sinh cùng một ngày. Tớ cảm thấy không thể nào trùng hợp như vậy, phải hào hào tra một chút thân thế của Tiểu Bạch Hoa và cả Cố Diệp Du. Xưa nay tôi chưa từng mất mặt như vậy, còn là do em gái ruột ban tặng.
Cậu và Quý Linh thật đúng là thảm. Tôi gọi điện thoại cho Quý Linh, bảo cậu ta ra đây uống rượu. Cậu ta nghe thấy cậu muốn dẫn em gái tới, lập tức từ chối. Lần đầu tiên tôi biết, cậu ta cũng có thời điểm sợ như thế. Còn nói gì mà sợ người ta lại chụp được ảnh gặp mặt riêng tư với Cố Diệp Du, khiến Nhan Hạ hiểu lầm. Cậu ta hiện tại giả vờ tình thâm mới thật sự buồn cười. Tôi và cậu ta vốn là cá mè một lứa, bị cùng một người chỉnh cho thảm. Nhưng cậu ta ngược lại là tốt, chẳng những trực tiếp nhảy ra khỏi chiến hào của tôi, còn trách tới trên đầu tôi. Tôi còn không muốn cùng cậu ta uống rượu đây. Cậu ta giống hệt ngũ đệ tôi, đều là đồng đội heo, không đáng tin. Chỉ có thể nói rõ, Nhan Hạ rất có năng lực. Nhìn xem, không hổ là chị em, đều là cùng một nhịp điệu. Chẳng trách Quý Linh và Tảng Đá Vụn quan hệ tốt, đều là cùng một mặt hàng. Cặn bã mà không biết, càng buồn nôn hơn, chẳng phải là vậy sao? Nguyệt Nguyệt, hiện tại chính là một cơ hội đánh nổ Tảng Đá Vụn đầu chó, triệt để cắt đứt quan hệ. Được. Lão nương hiện tại liền đi chiều cố hắn.